Chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác một mẫu xe đạp địa hình giá rẻ, cấu hình cao là mẫu Deonin AK200. Xe được trang bị bộ chuyển động AC da, đùi đĩa trục rỗng, bánh 26 inch và nhôm, khung nhôm 7005. Và bộ khung của chiếc xe lên là 7005, là nhôm siêu nhẹ. Loại nhôm này rất là nhẹ. 5 chịu được cái cường độ mạnh và rất là bền. Lớp sơn là nguyên bản. Do là xe đã qua quá trình sử dụng là xe bãi nên là xuất hiện những cái vết xước. Những vết xước không thể tránh khỏi, cộng với cả là vận chuyển từ nước ngoài về. Xe thì có cái tem bảo hành của bên em này, các bác cứ giữ lại cái tem khi mua xe để được bảo hành 1 năm tất cả xe. Trang bị bộ chuyển động full Shimano Asisa, một cái loại phụ tùng cũng rất là ngon trong cái tầm giá khoảng 5 triệu mà có cái bộ này rất là ngon này. Bộ Asisa đùi trục rỗng. Mày bi vòng, mày đứng 6 inch. Xe được trang bị trên ghi rông đây cũng là tay bấm Asisa này, bên đây là 9 speed này, tương ứng với 9 tầng lip, bên này 3, tương ứng là 3 tầng đĩa, xe là 27 tốc độ khác nhau. Có cả phanh dầu Shimano luôn, giá 5,9 triệu đấy, phanh dầu Shimano rất là ngon. Tay bấm máy hành trình giảm sóc trên tay lái. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 1m72-73 đi phù hợp. Bộ chuyển động còn rất là tốt, rất là mượt mà. Chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 5,9 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.